Thưa quý vị, theo tin từ Paris, vào ngày 3 tháng 8, Tổ chức Ký giả Không Biên giới RSF ra thông cáo báo chí kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Ngô Văn Dũng, là một nhà báo tự do và là thành viên của nhóm phổ biến hiến pháp, chỉ 4 ngày sau khi ông và 7 thành viên khác bị kết tội gây rối an ninh chỉ vì kêu gọi biểu tình ôn hòa phản đối chính sách của chế độ. Trong thông cáo báo chí, RSF cho rằng việc kết tội ông Dũng là thiếu cơ sở và tội duy nhất của ông là chỉ ra cho mọi người thấy việc xem thường hiến pháp của nhà cầm quyền Cộng sản hiện nay. RSF nói bản án 5 năm tù và 2 năm quản chế dành cho ông Dũng dựa trên những cáo buộc ngụy tạo, chứng tỏ một nền công lý xấu xa của Việt Nam và Hà Nội phải trả tự do cho ông. Như tin đã đưa, ông Dũng và 7 thành viên khác của nhóm phổ biến hiến pháp tham gia tích cực vào cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng ở Sài Gòn vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, với sự tham gia của hàng chục nghìn người từ nhiều tầng lớp dân chúng. Nhóm có kế hoạch tổ chức và kêu gọi mọi người tham gia biểu tình ôn hòa vào đầu tháng 9 cùng năm, nhưng bị mật vụ Cộng sản bắt giữ trước khi hành động. Sau 23 tháng giam cầm, trong đó có nhiều tháng biệt giam, ngày 31 tháng 7, Tòa án Cộng sản ở Sài Gòn đã kết án 8 nhà hoạt động với tổng mức án 40 năm, 6 tháng tù giam và 20 năm quản chế trong một phiên tòa không tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về phiên tòa công bằng.